Khảo sát nó quan trọng là như vậy, mình phải thu thập hết tất cả các thông tin, thông số của vườn và nhu cầu của chủ vườn để mình biết mình thiết kế. Rồi, mình khảo sát cái gì thì mình qua slide tiếp theo. Khi khảo sát á, ở đây có một số cái mục chính để mà mình khảo sát. Đó là diện tích vườn. Diện tích ở đây là tổng diện tích ngang dài bao nhiêu ngàn mét vuông, bao nhiêu hecta. Rồi trong cái diện tích đó là mình trồng loại cây gì, đặc điểm cây ra sao, tổng số gốc, cái khổ trồng của cái cây đó là như nào. Đó, trong vườn nhiều cây thì phải tách ra khu nào cây nào đó để mà mình nắm rõ hết. Rồi nguồn nước ở đây có nghĩa là cái nguồn nước để mà mình tưới. Ở ở miền Tây mình á, thì chắc là đa số là cái nguồn nước nước mương, nước ao hồ sát bên vườn thôi. Cái này nó không 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 có vấn đề mấy, nhưng mà ở một số nơi cái nguồn nước của nó xa vườn, nó có thể là phải khoan giếng hay là dẫn từ sông suối để mà dẫn lại vườn. Thành ra là khảo sát nguồn nước á, thì nó ảnh hưởng đến cái việc mà mình thiết kế cái hệ thống bơm trung tâm đó. Rồi tiếp theo đó là cái địa hình. Địa hình ở đây á thì ở miền Tây mình không cần quá chú trọng cái địa hình, tại vì ở đây mình là đất đồng bằng mà. Đồng bằng thì cái địa hình của mình là bằng phẳng. Còn các một số nơi khác á, là cái địa hình nó có dốc nữa. Dốc không phải dốc một hướng mà nó dốc nhiều hướng, thì mình phải coi cái địa hình để mà mình bố trí. Nhưng mà đặc biệt ở miền Tây có một cái lưu ý như như là một số vườn, là đa số vườn đi, nó có những cái mương liếp nó cắt xẻ, thì em chỉ cần lưu ý các anh chị là khi đi khảo sát là mình phải khảo sát cái địa hình là mương liếp cắt xẻ theo cái chiều nào, để mà mình biết mình thiết kế cái đường ống chính ống nhánh sao cho nó hợp lý. Tại vì không thể mà thiết kế những cái đường ống nhánh mà nó dắt ngang qua từng liếp được, mà nó phải xuôi theo cái chiều của cái liếp luôn đó, nên thành ra là nó phải phải có cái lưu ý như vậy đó. Rồi các yếu tố khác như là cái nguồn nước này nó có cặn bẩn, có cần phương án lọc thô hay không, rồi vị trí này có thể kéo điện ra không, cái vườn trong sâu này có điện hay không, điện đủ mạnh để mà vận hành cái máy bơm hay không đó, rồi một số phương án khác nữa để mà mình biết mình dự trù luôn trong cái chi phí đó. Nên các anh chị khi mà khảo sát thì mình thu thập hết tất cả các thông tin cần thiết này ha. Rồi mình qua cái slide tiếp theo. Đây là tổng quan trong một cái hệ thống tưới. Đây là tổng quan một cái hệ thống tưới của mình. Thì ở đây nguồn nước giả định ở đây là một cái giếng. Thì từ giếng nước lên máy bơm nó qua những cái bộ lọc, thì nó qua cái bồn hòa phân, rồi qua những cái phụ kiện như là van xả khí, rồi các van đóng mở các khu, rồi van khóa cuối nguồn đó, rồi lên tới đầu bếp tưới đó, qua các đường ống chính ống nhánh dẫn đi theo từng gốc cây. Đó là cơ cấu của một cái hệ thống tưới cơ bản là hoàn chỉnh. Đó, anh chị quan sát ha. Rồi mình qua slide tiếp theo. Rồi để qua bước thứ hai tính toán hệ thống tưới thì đây là cái phần mà đa số các anh chị gặp khó khăn nhất trong cái vấn đề này. Mình không biết là cái vườn này thì mình tính toán như thế nào, từ bơm bao nhiêu lại tưới được bao nhiêu bét, sử dụng đường ống như thế nào. Thì ở đây em sẽ chia sẻ một cái kinh nghiệm thực tế từ các anh em trong công ty, là khi tính toán cái hệ thống tưới thì mình cần tính toán theo một cái bài toán ngược. Tính toán theo cái bài toán ngược nghĩa là mình cần tính từ cái hình thức tưới, cái bét tưới ngược lên. Ngược lên rồi mình mới ra được cái đáp án là mình cần chọn bơm gì, xài ống như thế nào. Thì ở đây cái tính toán hệ thống tưới đầu tiên là mình cần tính toán hình thức tưới,
là mình xác định cái nhu cầu của cái vườn cây để mà mình lựa chọn cái hình thức tưới cho nó phù hợp. Ví dụ vườn cây đó nó cần tưới tại gốc, hay cây đó cần tưới nhỏ giọt, hay là nó cần tưới phun mưa, phủ đều liếp, hay là tưới cả ở trên thân ngọn. Đó, mình xác định được cái hình thức tưới rồi, mình sẽ biết được là mình sẽ sử dụng cái loại bếp tưới như thế nào. Bếp tưới đó có lưu lượng bao nhiêu lít trên giờ, bán kính tưới của cái loại bếp đó là bao nhiêu mét, rồi áp suất hoạt động có yêu cầu áp suất thấp hay áp suất cao gì đó, rồi các chức năng đi kèm theo bếp đó như là buộc áp có chống côn trùng hay không, có điều chỉnh bán kính hay lưu lượng hay không. Thì vì cái chức năng này có thể là nó ảnh hưởng đến cái giá thành của toàn thể cái hệ thống tưới đó, nên thành ra là mình phải xác định trước tiên là cái vườn này tưới theo cái hình thức như thế nào. Rồi sau khi xác định được cái hình thức tưới và biết được lựa chọn được cái bed lưu lượng đó rồi, thì mình qua cái bước tiếp theo là cái bước tính toán cái hệ thống ống nhánh. Rồi cái bước này á, thì để mà tính toán được cái hệ thống ống nhánh thì mình có cái ba cái gạch đầu dòng, ba cái lưu ý. Là đầu tiên á, là mình biết được trên hàng đó là nó dài bao nhiêu mét, trên đó là nó có bao nhiêu gốc cây, một hàng đó ra bao nhiêu mét, bao nhiêu gốc cây, mỗi gốc cây là xài bao nhiêu bét, thì mình tổng được cái lưu lượng của số bét trên đó rồi mình mới quy ra được là mình cần sẽ chọn cái phi nào. Đó là thứ nhất là cái chiều dài của hàng cây tưới. Cái thứ hai là cái lưu lượng cần tưới, tổng lưu lượng cần tưới của cái tổng số bét trên cái hàng ống nhánh đó. Đó, ở đây có một cái lưu ý á, là một cái chia sẻ kinh nghiệm thực tế là khi mà mình thiết kế, em nói ví dụ mình chọn được trên hàng cây khoảng 30-40 mét đó đi, thì có 10 cây, mỗi cây cách nhau 3-4 mét. Đó thì mình theo lý thuyết thì mình có thể chọn được loại cỡ ống phi 27 là nó hợp lý, với mỗi bét lưu lượng chừng 80-100 lít trên giờ. Thì 10 mét cứ 3-4 mét về một cây thì tổng cái đường đó là 3-40 mét, thì mình xài ống 27 là hợp lý. Nhưng mà đối với một cái vườn khác cũng là 10 mét, cũng là 10 mét, nhưng mà lúc này là cái loại cây nó lại cách nhau, người ta trồng sen trồng như thế nào đó nhìn nó lại cách xa nhau, thì một cái hàng nó lên tới 60-70 mét lận, nó lên gần gấp đôi, lên 60-70 mét, thì bây giờ nó lại thành 60-70 mét nhưng mà trên 10 mét. Thì lúc này mình cần cân nhắc coi khi mà cái đường ống nó đi xa như vậy thì cái tiết diện ống phi 27 nó có đủ đáp ứng cái áp lực nước trong lòng ống hay không. Thì lúc này mình sẽ cân nhắc lên cái loại phi ống, lên một size ống, đó là phi 34. Đó, em nói ví dụ như vậy thì mình cần phải lưu ý cái chiều dài của cái hàng cây tưới. Đó là cái lưu ý đó. Rồi sau khi biết được chiều dài hàng cây tưới, tổng lưu lượng cần tưới, thì mình sẽ qua tiếp cái là cái địa hình của khu tưới. Thì như nãy em nói là ở miền Tây mình á, thì cái địa hình nó bằng phẳng hết rồi, thì chỉ có cái lưu ý là cái đường ống nhánh của mình thì cần đi dọc theo cái mương liếp thôi. Nó đi nằm trên, nó nằm dọc theo cái mương liếp để cho đường ống nó suông, nó không bị vắt qua từng mương. Đó, thì cái lưu ý như vậy. Thì nhưng mà ở một số nơi có địa hình đồi dốc, cái này em chia sẻ thêm là một số nơi ở địa hình đồi dốc thì mình cần thiết kế các đường ống nhánh này sao cho nó nằm trên các đường đồng mức. Các đường đồng mức là các đường đồng cao độ, đó, nó không có nằm theo cái độ dốc, như vậy thì áp lực nước nó sẽ không được phân bổ đồng đều. Đó là cái lưu ý về cái địa hình. Rồi, sau khi mình nắm được tổng lưu lượng các bét, mình chọn được cái thiết kế của cái ống nhánh rồi, phi ống rồi, thì mình qua cái bước tiếp theo là cái đường ống chính. Cái đường ống chính ở đây thì nó cũng có ba cái gạch đầu dòng tương tự. Thì lưu lượng cần trong một lần tưới là cái lưu lượng mình ước lượng. Thí dụ
Em nói thí dụ một cái vườn cây ăn trái là khoảng gần 1 hect đi, nó khoảng 1 hect đi thì nó có 350 cây. 350 cây thì mỗi cây là một bếp tưới 100 lít trên giờ, thì tổng 350 cây đó nó là 35.000 lít nước trên một giờ, thì nó quy ra là 35 khối. Thì mình ok, mình xác định là mình cần tưới một lần hết vườn luôn, mình cần tưới một lần hết vườn. Chủ vườn yêu cầu tôi muốn bật máy bơm lên một lần tôi tưới hết vườn, thì nó là 35 khối trên giờ. Là mình cần tìm cái phi ống nào nó đủ, nó tải được cái lưu lượng nước chừng đó, thì lúc này thì cái phi ống phù hợp là phi ống 90. Nhưng mà sau khi tính toán lại, xài hết mấy trăm mét ống chính đó là phi 90, thì cái chi phí nó đội lên cao quá, thì mình mới gợi ý chú vườn là thì bây giờ chú xuống cái đường ống phi 60 đi, nó tưới được 2 lần, nó phải ngắt ra làm 2 lần tưới, tại vì một lần phi 60 nó tải từng 15 cho đến 20 khối thôi, thì mình ngắt làm 2 lần tưới. Như vậy nó tốn công mình một chút, nhưng mà nó lại giảm được cái chi phí đầu tư của mình. Đó là cái tương quan giữa cái lưu lượng cần trong một lần tưới để mà mình xác định được là mình chọn cái phi ống như thế nào. Đó, tương tự như cái đường ống nhánh, mình cần cái chiều dài của khu tưới để mà mình chọn cái phi ống. Thì theo kinh nghiệm thì nếu mà trong cái khoảng cho phép lưu lượng đó là ví dụ 70-80 mét đi, mình xài phi 60, nhưng mà nó dẫn hơn 100 mét, thì mình có thể là mình cân nhắc nâng cái phi ống lên là phi 90, để mà mình cái độ tải nước của nó đủ cái áp lực khi mà nó gần về cuối ống, nó đủ cái áp lực nước đó. Đó là cái chiều dài của tưới, nếu mà dài quá thì mình phải cân nhắc lên cái loại phi ống to hơn để mà mình đáp ứng được cái áp lực nước trong cái lòng ống đó. Rồi về cái địa hình ở đây á, thì ở miền Tây mình cái địa hình mương liếp như vậy á, thì mình bố trí cái đường ống chính nó bắt buộc là nó phải vuông góc theo các mương liếp, có nghĩa là nó vắt qua các mương liếp luôn. Để chi? Để mình khi mà mình chẻ ống nhánh ra thì nó cái ống nhánh nó được đi dọc theo cái chiều của cái mương liếp đó. Đó, anh chị hình dung ra không? Nó thì cái ống chính này nó đi như vậy, nếu mà cái vườn của mình nó có mương liếp cắt xẻ. Đó thì nói thêm ở cái khu vực mà có đồi dốc á, thì cái đường ống chính này bắt buộc phải bố trí theo cái truyền dốc đó, nó theo cái độ dốc đó, để cho các đường ống nhánh nó phân bổ, nó chia ra theo đường đồng cao độ. Đó, đó là cái lưu ý về cái địa hình trong cái đường ống chính này. Đó thì qua slide tiếp theo, đây là một cái bảng gọi là chỉ số tải nước của các phi ống. Thì ở đây nó có các công thức tính toán phức tạp để mà nó ra cái chỉ số tải nước này. Nó là cái chỉ số tải nước trong gọi là trong công nghiệp á, nó có độ chính xác cao, nhưng mà ở đây mình ra ngoài vườn mình còn các yếu tố địa hình rồi mô đất này đi vòng vèo các thứ, nên thành ra là nó tương đối thôi. Thì khi mà tính toán ra được cái lượng nước cần, tổng lưu lượng cần trong một cái lần tưới, thì mình có thể là mình dựa theo cái bảng này là mình chọn cái số gọi là tiệm cận nhất, không cần đúng chính xác 100%, tại vì nó tiệm cận nhất. Cái áp lực, cái chỉ số tải nước này nó còn phụ thuộc vô cái địa hình là chính, và áp suất trong cái lòng ống mà nó có thay đổi chút ít. Đó, anh chị quan sát cái bảng ha, cái này có thể là em sẽ gửi theo sau cái buổi thuyết trình. Rồi mình qua slide tiếp theo. Sau khi mình tính toán được cái bếp tưới nè, tính toán ra được đường ống chính, đường ống nhánh, thì bắt đầu cái bước sau cùng là mình mới tính toán tới cái máy bơm. Đây là em trường hợp em giả định là cái máy bơm này mới, mình mua mới hoàn toàn luôn,
hệ thống vườn chưa có gì hết, là mình tính toán tới cái máy bơm sau cùng. Đó thì máy bơm đó là yếu tố quan trọng nhất của cái hệ thống, vì nó ảnh hưởng đến hiệu quả của cái loại hình tưới đó. Ví dụ mình tưới phun xoay mà cái máy bơm nó không đáp ứng được cái áp lực đó thì phun nước ra lè tè thì nó cũng không giống ai. Rồi nó cũng ảnh hưởng đến phân khu tưới ra thiết kế. Ví dụ mình tưới tại gốc, mình phân cho một lần tưới nó là 100-200 bét, nhưng mà cái máy bơm nó không đáp ứng được cái lưu lượng nước đó, thì nó tưới được chừng 70-80 gốc thôi, còn lại 10-10 mấy gốc, 20 gốc nó lại nước nó lại yếu. Đó, thì nó cái máy bơm nó là cái yếu tố quan trọng là như vậy. Thì để lựa chọn cái máy bơm, mình cần dựa vào ba cái gạch đầu dòng là cái nguồn nước, cái vị trí nguồn nước. Đó, lựa chọn vị trí nguồn nước là em thí dụ ha, nguồn nước ở đây mà em nói là ở miền Tây mình nước tại mương thì nó dễ rồi, nó kéo lên là mình tưới thôi. Nhưng mà ở một số nơi cái nước nó xa cái bờ sông, hay là nước nó phải khoan từ giếng lên, thì cái nguồn nước ở đây nó phải dẫn một đoạn mười mấy mét, vài chục mét nó mới tới đầu vườn để mà mình tưới. Thì nguồn nước đây mình mới cân nhắc là cái máy bơm nó đã mất được một cái cột áp, nó mất được cái khoảng đường để mà nó hút, nó đẩy đi tới vườn. Thì khi mà mình áp dụng cái máy bơm đó vào tưới luôn, thì cái máy bơm đó phải làm việc rất là cực, tại vì nó vừa dẫn nước mà nó vừa đẩy nước ra các đầu bể tưới. Thì lúc này mình phải cân nhắc lại là có nên xây một cái hồ, cái bể, đào một cái ao trung gian ngay tại vườn để mà mình làm một cái bơm nhỏ mình dẫn nước vô không, xong từ cái chỗ bể, cái ao đó mình đặt một cái bơm lưu lượng mình đẩy đi tưới, thì lúc này cái hiệu quả tưới của nó sẽ được hiệu quả hơn, nó tưới được một lần được nhiều bét hơn. Đó là cái lưu ý nguồn nước và vị trí nguồn nước, nó cũng ảnh hưởng đến cái việc lựa chọn cái máy bơm của mình. Rồi cái thứ hai là lưu lượng cần trong một lần tưới, thì nó tương tự như cái ống chính của mình thôi. Khi mà mình tính toán ra được thì một cái ống chính đó nó có một lần nó phải tưới cho bao nhiêu khối, đáp ứng được bao nhiêu bét, thì mình tính ngược lại cái máy bơm nó cũng tương tự như vậy. Nghĩa là em thí dụ là một máy bơm nó tưới yêu cầu là một lần 20 khối đi, 20 khối cho 200 bét, mỗi bét 100 lít trên giờ. Đó thì 20 khối như vậy thì mình cần tìm, mình coi trên cái thông số máy bơm là cái thông số quy á, là bao nhiêu khối, bao nhiêu khối trên giờ. Đó, ở đây có một cái lưu ý là thí dụ mình tìm được một cái máy bơm nó có cái số quy nó là 20 khối trên giờ, nhưng mà theo kinh nghiệm thực tế thì mình không nên lựa chọn đúng cái số đó. Tại vì sao? Tại vì khi mà nó ra được cái đường ống á, thì nó phải qua một cái tổn thất áp qua các đường co tê van khóa rồi các lên các đầu bét này nọ, nó qua các dao với đường ống nhánh này nọ, nó còn bị mất áp, nên thành ra mình phải trừ hao từ 10-20% cái công suất Wimax của máy bơm. Thì lúc này mình sẽ chọn một cái máy bơm nó có cái Wimax của mình là khoảng 20-25 hoặc là 30 khối. Đó, nó nghĩa là mình trừ hao chút cho nó dư ra. Có thể cái trường hợp là nó bị điện yếu, hay là về lâu cái công suất máy bơm nó giảm lại một chút nữa. Đó thì đó là như vậy. Rồi các yếu tố khác nha, như hồi nãy em có đề cập á, là cái nguồn điện nè, có đủ điện hay không. Thì mà mình tính toán được cái máy bơm cần cái quy đó, lưu lượng đó chính xác rồi, phi ống đó chính xác rồi, nhưng mà đã không có nguồn điện, thì mình bắt buộc mình phải kiếp một cái máy chạy bằng động cơ diesel, máy dầu, máy nổ. Đó, để mà mình thay thế vô. Mình thay thế vô cái lưu lượng nó tương ứng hoặc là nó cao hơn một chút. Đó, rồi cả các bộ lọc, xài lọc như thế nào. Cái nguồn nước có cần lọc thô bằng cách bọc lưới ở dưới cái lớp B, cái đầu hút của máy bơm hay không, để nó lọc cái rác lớn hay không. Đó, ví dụ cái nguồn đó là nguồn nước sông, nguồn nước ao hồ nó có nhiều tạp chất, rác lớn chẳng hạn. Rồi phương án chăm phân là gì, để mà mình thiết kế luôn cái hệ thống bơm trung tâm đó. Rồi
mình qua cái phần tiếp theo. Các anh chị có ghi chú câu hỏi nào thì cứ việc ghi ha, để có gì mình trao đổi sau cái buổi thuyết trình để mà anh em giải đáp chi tiết hơn cho các anh chị. Ở đây em có thể là em đi đi lướt, em nói sơ qua nhiều cái thôi để mình nắm được cái tổng thể. Rồi, sau khi mình tính toán được hết tất cả các đường ống bét rồi máy bơm rồi thì mình mới tiến hành cái bước lắp đặt. Đó, mình dự toán chi phí ra, vật tư ra hết rồi thì bây giờ mình bắt tay vô lắp đặt. Thì ở đây lắp đặt cái hệ thống bơm trung tâm thì nó có cái hai cái lưu ý, hai cái gạch đầu dòng là lựa chọn vị trí đặt máy bơm, và cái thứ hai là lắp đặt bơm và các bộ phận đi kèm theo như là bộ lọc, đồng hồ đo áp, van xả khí, bộ châm phân hòa tan. Thì cái lưu ý là lựa chọn vị trí đặt bơm á, thì không phải là vị trí nguồn nước ở đâu nha. Nãy là mình tính là cái vị trí nguồn nước là xong rồi, mà cần thiết kế cái hồ trung gian, cái bể trung gian thì mà em cũng có nêu rồi. Cái vị trí lựa chọn đặt máy bơm ở đây á, em đề cập á, là mình đặt máy bơm như thế nào cũng là vị trí đó, nhưng mà mình đặt máy bơm xoay hướng nào như thế nào để cho nó thuận theo cái đường ống chính nhất, nó hạn chế được cái phần co qua co cúc tê này nọ, để mà nó thuận theo cái đường ống nhất, để hạn chế cái tình trạng mất áp nhất. Đó là cũng tại cái bể đó, nhưng mà mình lựa chọn cái vị trí đặt bơm như thế nào cho nó hợp lý. Rồi, lắp đặt máy bơm và các bộ phận đi kèm thì cái này nó cũng dễ, tại vì tí nữa em sẽ cho các anh chị xem qua một cái số hình để mà mình biết các bộ phận trên cái hệ thống bơm trung tâm này. Rồi, mình qua hình tiếp theo. Đây là cái hình anh hoàn tu lại cái hình trên giùm em. Rồi, đó đây là cái hình hệ thống bơm trung tâm. Đây là một cái hồ gọi là hồ trung gian lót bạc. Đó, ở đây nước nó từ giếng khoan lên, cái hồ này nó chứa nước, xong từ nước từ cái hồ này mình làm một cái bơm đẩy đi. Thì ở đây là mình xài một cái máy bơm ha, cái đầu ra của nó là đi qua hai cái bộ lọc. Đó, cái cam cam nhú lên là cái van xả khí á, cái bên đó là cái đồng hồ đo áp. Đó, thì cái góc bên trái cái bộ lọc màu đỏ đó là cái lõi lọc dĩa. Cái lõi lọc dĩa. Anh chị quan sát nó là một cái bơm, một cái hệ thống bơm tương đối là hoàn chỉnh. Rồi mình qua cái hình tiếp theo. Là cái thông số của cái máy bơm này mình có thể coi trên cái tem của máy bơm đó. Thì ở cái ở quy ở đây là cái quy mát, đây là nó ghi là 39 khối. Đó là thằng bơm này nó tải được tối đa là 39 khối trên 1 giờ. Đó, rồi cái cục H ở đây là khoảng 25 mét. Đó, 25 mét. Ở đây các anh chị lưu ý một cái kinh nghiệm thực tế là cái cục H này là nó tính theo cái cục H chiều cao. Có nghĩa là 1 mét chiều cao, 25 mét này là 25 mét chiều cao. 25 mét chiều cao thì theo các công thức tính toán trong thủy lực á, thì nó là 1 mét chiều cao thì nó khoảng tương đương chừng 5 đến 7 mét chiều ngang. 5 đến 7 mét chiều ngang hoặc tối đa khoảng gần 10 mét thôi. Cho nên là cái địa hình nó bằng phẳng theo địa đẩy theo chiều ngang. Thì em nói ví dụ 20 hàng cục áp là 20 mét đi, thì mình quy ra 1 mét cao bằng 5 mét ngang thì nó đẩy được 100 mét ngang. Đó là một cái chỉ số để mà các anh chị có thể ước lượng. Tốt nhất vẫn là mình dự trù dư ra để mà mình trừ hao được cái công suất đẩy của nó. Đó thì đây là nó cục áp của nó là bao gồm 25 mét, thì nó bao gồm luôn cái lực hút và lực đẩy nha, cục áp hút, cục áp đẩy. Mình phải tính luôn là nó hút sâu bao nhiêu mét nữa. Cái từ đây mình thọt cái lớp B xuống cái ao đó là nó mất bao nhiêu mét rồi. Nó đẩy ra cái vườn xa bao nhiêu mét nữa.
thì mình phải coi, mình tính toán tới cái phần đó. Nên em nói là mình cần trừ hao ra, càng nhiều thì nó càng dư dả cho mình tính toán ha. Rồi mình qua cái một số cái bộ phận đi theo cái máy bơm, cái hệ thống bơm trung tâm là cái bộ lọc. Đó, ở đây là một cái bộ lọc dĩa. Bộ lọc dĩa anh Hoàng qua hình rồi rồi. Rồi để hình hai bộ lọc nha, giúp em. Đó, cái bộ lọc của mình á thì nó có nhiều loại lọc lắm. Nó có nhiều loại lọc, lọc tách cát, lọc lắng cặn này nọ, nhưng mà phổ biến nhất trong cái hệ thống tưới là cái lọc sau máy bơm này, gọi là cái lọc tinh, cái lọc sau sau máy bơm, cái lọc 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 tinh sau khi là mình đã qua các công đoạn lọc thô rồi. Đó thì có hai loại lọc phổ biến áp dụng trong hệ thống tưới, là thứ nhất là cái lọc dĩa là bên tay trái anh chị thấy á, là cái cây màu đỏ nguyên cây luôn. Đó là các cái dĩa nó xếp chồng lên nhau. Các dĩa đó là nó có cái răng cưa nhỏ. Nó tính cái độ hở đó là tính bằng mét, là cái giống như là cái đo cái mắt lưới đó. Đó, nó từ 150 cho đến 200 300 mét. Nó thì những cái lỗ li ti đó nó sẽ giữ những cái rác bẩn lại. Cái cặn bẩn lại. Đó là cái lọc dĩa. Còn bên phải là cái lọc lưới. Cái lọc lưới này nó làm bằng cái lưới đơn giản thôi. Nó làm bằng cái lưới đơn giản thôi, nó chỉ cần lọc, ví dụ cái nguồn nước của mình là nguồn nước giếng đi. Mình không cần xài lọc thô ở dưới giếng, tại vì giếng là nước nó tương đối nó sạch rồi, mình chỉ cần lọc qua một lần bằng cái lọc lưới này là mình có thể đem đi tưới được. Thì cái lọc lưới này cái lỗ của nó to hơn, cái lượng nước đi nó thoáng hơn, cái lượng nước đi nó thoáng hơn, nên thành ra là nó đỡ bị mất áp hơn khi mà mình xài cái lọc dĩa bên trái đó. Nhưng mà cái lọc dĩa lại là một cái loại nó sạch hơn đó, nên là mình cân nhắc cái hệ thống, cái nguồn nước của mình là cần xài cái loại nào là nó phù hợp. Đương nhiên là cái lọc dĩa giá thành nó sẽ cao hơn là cái lọc 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 lưới. Và cái hình dáng lọc bên ngoài anh chị cũng cần lưu ý ha, tại vì cái lọc trên thị trường hiện nay nó nhiều loại lọc lắm, như trong hình nó lại gọi là lọc chữ Y, thì nó xéo theo như hình chữ Y vậy đó. Một số loại trên thị trường nó là lọc chữ T, nó cái bầu nó thẳng qua như hình chữ T luôn, rồi chữ T hai đầu như là gọi là chữ H đó, chữ T hai đầu á. Rồi loại cũng là loại chữ T nhưng mà có loại bầu lọc lớn, bầu lọc nhỏ, thì mình cần biết được cái lưu lượng lọc nước, cái chỉ số nước tối đa của cái lọc đó là bao nhiêu khối trên giờ để mình chọn. Không, cũng là phi 60 nhưng mà cái khối lượng tưới của mình một lần mình cần 30 khối, mà cái lọc phi 60 đó là thuộc loại bầu bầu ngắn, nó lọc được 15 20 khối thôi. Nên thành ra là nó vô tình khi mà mình lắp cái lọc nhỏ, nó vô tình nó gọi là cái lực cản trong cái hệ thống, nó cản nước, nước nó không qua kịp, cũng như là đang đi trên đường lớn mà nó tắt vô một cái đường nhỏ vậy đó. Đó thì mình cần lưu ý cái chỉ số lọc ha, mình cần biết là cái lọc đó là một giờ nó lọc được bao nhiêu lít nước, mình xài tương ứng với cái máy bơm. Nếu mà một cái lọc nhỏ không đủ á thì mình có thể là xài lại cái lọc đôi, hai cái lọc song song với nhau, như là cái hình trên hồi nãy em có trình bày trong cái hệ thống bơm trung tâm á. Rồi tiếp theo em, các anh chị có thể ghi chép mà em xin phép em uống một ngụm nước. Rồi cái bộ phận tiếp theo trong cái hệ thống tưới của mình đó là cái van xả khí. Cái van xả khí này như cái là cái tên đó, tác dụng chính của nó là xả khí. Tại sao mình cần phải xả được cái khí trong đường ống này, và cái này tác dụng như thế nào? Thì kinh nghiệm thực tế anh em nói là cái van xả khí này nó rất là quan trọng trong một cái hệ thống tưới. Cái một cái hệ thống tưới nhỏ chừng vài trăm vài ngàn mét vuông đổ lại thì em không nói. Nhưng mà đối với một cái hệ thống tưới lớn từng mười mấy hecta, vài chục hecta, thì cái loại van xả khí này nó rất là quan trọng. Tại vì sao? Kinh nghiệm thực tế là
là khi mà mình sử dụng cho một cái diện tích lớn, cái trạm bơm của mình là bơm chừng mười mấy, hai mươi mấy ngựa luôn, những cái máy bơm dầu lớn, những cái máy bơm điện công suất lớn, đó, bơm công nghiệp, thì nó chỉ cần dẫn nước một đoạn chừng vài chục mét hoặc cả trăm mét để mà nó tưới tới khu tưới. Mặc dù là cái nguồn nước ngay tại chỗ trong khu tưới đó, nhưng mà dẫn tới một cái khu tưới là nó tốn vài chục, vài trăm mét rồi. Đó, thì khi mà vận hành lên thì nó có một cái hiện tượng là nước chưa tới khu tưới thì đường ống phát nổ. Đường ống PVC luôn nha. Em nói là đường ống PVC phát nổ. Lý do tại vì sao? Cái máy bơm nó bơm nước vô đường ống nhưng mà nó không là nước, nó không nén làm cái đường ống nổ, mà nước nó vô tình nó nén cái không khí còn trong cái đường ống, và không khí thoát không kịp nó tạo nên cái khí nén nó nổ, nên thành ra cái van xả khí này nó được đặt ngay tại máy bơm hoặc là một đoạn nào đó trong cái đường dẫn nước tới khu tưới, để tác dụng chính của nó là xả cái khí còn động lại trong sót lại trong cái đường ống của mình. Cái đường ống lúc này nó rất là lớn, cỡ phi 114, phi 120, 140, cái đường ống của nó rất là lớn. Mình chỉ cần làm một cái lỗ thoát khí nhỏ như vậy thôi, thì khi không khí thoát ra hết rồi thì cái đường nước nó được dẫn đi nhanh hơn và nó bảo vệ cái đường ống của mình nhiều hơn. Đó là cái lưu ý khi mà các anh chị nào có làm những cái dự án mà nó lớn như vậy đó, thì mình cần lưu ý cái vấn đề này. Thì cơ chế trong cái van xả khí này nó có cái hòn bi thôi. Hòn bi khi mà hết khí thoát ra rồi thì nó đẩy hòn bi lên, nó chặn lại là nước không thoát ra nữa. Rồi, mình qua cái phần tiếp theo là cái đồng hồ đo áp. Cái đồng hồ đo áp này nó cũng có cái vai trò quan trọng không kém trong cái hệ thống tưới này, là nó đo cái chỉ số áp suất nước ha, trong cái hệ thống tưới của mình. Ở đây á, thì em nói ví dụ là sau khi lắp đặt hoàn chỉnh xong hết rồi, mình vận hành tưới rồi, thì mình biết được cái áp suất hoạt động trung bình ổn định của cái hệ thống đó là nó nằm trong khoảng 2 kg chẳng hạn, 2 kg trên cm khối là cái đơn vị trên cái đồng hồ đo áp. Nhưng mà có một cái sự cố vào một hôm mình vận hành đi. Mình có một cái sự cố là cái áp suất tự nhiên mình thấy nó không có nằm ở 2 kg nữa, mà nó nằm ở 2 kg 3, 2 kg rưỡi. À, là mình biết là cái nước của nó là trong đường ống nó bị ép, nó bị dội vậy, cái đồng hồ này nó báo cái chỉ số nặng lên, cao lên, là mình biết là nó bị nghẽn ở đâu rồi. Thì cái đầu tiên là mình phải kiểm tra cái bộ lọc. Tại sao? Cái lọc dơ, cái lọc khi lâu quá mình không có vệ sinh nó bị dơ, thì khi mình đẩy nước qua cái bộ lọc dơ quá nó lọc không kịp, nó lại dội ngược về cái hệ thống bơm, thì mình biết là lúc đó là mình cần vệ sinh cái bộ lọc. Đó là cái quan trọng của cái chỉ số trên cái đồng hồ đo áp như vậy. Nhưng mà trong trường hợp ngược lại, cái chỉ số nó không tăng thì sao? Nó giảm. Cái chỉ số nó giảm, bình thường tưới 2 kg nhưng mà hôm đó vận hành nó còn có 1,2 kg, 1,5 kg à. Áp suất nó tụt xuống thì mình phải biết là cái lực nén nước trong đường ống nó đã giảm rồi. Thì mình cần phải suy nghĩ đầu tiên là nước nó đã bị thất thoát ở đâu đó rồi, nó không còn như bình thường nữa, thì mình phải kiểm tra lập tức, mình kiểm tra cái đường ống nó có cái vỡ ở đâu hay không, có bị cơ giới hóa mà nó vô tình làm gãy ống, nó thất thoát nước ở đâu hay không. Rồi tiếp theo là các đầu bếp nó có bị vuột ra hay không, thì nước lúc đó là nó đẩy ra tự do, nó không qua cái bếp nữa. Lúc đó là trên một khu tưới nào đó là nó bị tổn thất áp. Đó là cái theo dõi chỉ số trên cái đồng hồ đo áp thì nó có những vai trò quan trọng như vậy. Rồi mình qua cái bộ phận tiếp theo. Cái bộ châm phân hòa tan này á, thì ở đây bên phía anh em kỹ thuật trong công ty thì chia ra làm hai loại ha: châm phân sau máy bơm
và cái loại thứ hai là châm phân trước máy bơm. Thì cái phần này tí nữa bên chỗ Tùng sẽ chia sẻ cụ thể hơn cho các anh em biết cái cơ chế hoạt động của cái bộ hai loại châm phân này. Thì em chỉ đi lướt qua thôi, cái bộ châm phân sau máy bơm là những hình dáng như này ha. Rồi anh Hoàng qua cái hình tiếp theo. Sau máy bơm là nó châm phân nó gắn sau máy bơm á. Rồi trước máy bơm là gắn trước máy bơm, nó chỉ đơn giản như vậy thôi. Đó, rồi. Đây là bộ trước máy bơm, anh Hoàng lướt qua luôn. Rồi, thế bước tiếp theo, sau khi lắp đặt cái hệ thống bơm trung tâm rồi thì mình tiếp tục mình là lắp đặt cái hệ thống đường ống. Ở đây cái hệ thống đường ống nó bao gồm là đường ống chính và đường ống nhánh. Thì tính toán á, mình tính toán, nãy giờ anh chị lưu ý là mình tính toán là tính toán ngược, là đi từ bed lên, tính tới ống nhánh, tính tới ống chính, tính tới máy bơm. Còn sau khi lắp đặt á, thì mình lại lắp đặt ngược lại, là lắp từ máy bơm ra tới đường ống chính, ra tới đường ống nhánh, rồi mới tới bed. Đó, nó có một cái lưu ý như vậy thôi. Thì lắp đặt đường ống chính thì có ba cái gạch đầu dòng để mà anh chị lưu ý là lựa chọn hướng đi của đường ống. Thứ hai là thiết kế các vị trí đấu nối với đường ống nhánh. Thứ ba là mình sau khi mình lắp, mình cần có kế hoạch mình chôn lắp, mình bảo quản như thế nào cho cái đường ống chính của nó xài bền vững. Tại vì cái đường ống chính là cái xương sống mà, nó xài được lâu. Cái ống nhánh thì có thể hư hao, nhưng mà cái đường ống chính của mình thì mình có xài được lâu. Thường là những cái chất liệu như PVC hay HDPE để mà mình chôn ngầm nó lâu. Thì cái đường ống chính ở đây mình lựa chọn hướng đi của ống á, có nghĩa là đi sao cho nó thuận, nó vuông góc với các mương rồi, nó cân được cái chiều dài của ống nhánh hai bên rồi, nhưng mà đi sao cho nó thuận, nó hạn chế nó cong xiên xiên quẹo quẹo. Mình nhắm các gốc cây như nào mình đừng đi vô nó, mình nhắm cho đi cho nó thuận. Rồi các thiết kế vị trí đấu nối với ống nhánh là sau khi mình đấu xong là mình phải dựng lên một những cái đầu chờ để mà mình những cái tê giảm để mà mình chờ mình đấu nối vô cái đường ống nhánh. Lên kế hoạch chôn lắp là cái đường ống đó phải chôn bao nhiêu tấc, đào trước cái đường chôn đó để mà khi mình lắp xong rồi mình đặt cái ống nhánh ống chính xuống, mình ước lượng được là mình cần dựng cái tê đó là cao lên bao nhiêu tấc để mà mình nó vừa cái mặt đất của mình. Đó, như cái hình tiếp theo nó thể hiện nè. Đó là một cái đường ống chính. Cái ống này nhớ coi, đây là cái hệ thống nó lắp cho cây cà phê ở Di Linh. Thì nó cái đường ống chính này người ta đã đào sẵn chừng 2 tấc hơn. Là nó có những cái đầu chờ cái ống nhánh ra. Để mình sau khi mình rải ống nhánh rồi mình đấu vô những cái đầu chờ chia như thế này ra hai bên. Đó. Rồi mình qua cái bước tiếp theo. Sau khi đã đấu nối xong cái đường ống chính rồi thì mình tiến hành mình lắp đặt tới cái ống nhánh. Thì ống nhánh thì mình tiến hành mình rải ra. Rải ra đó là có thể là ống mềm hoặc là cái ống LDPE của bên Nguyễn Tân. Cái thứ hai là đấu nối vào các cái đầu chờ của cái đường ống chính hồi nãy mình dựng lên sẵn đó. Đó, em nói ở đây em có một cái lưu ý là trong cái trường hợp mà mình thi công không kịp, thiếu nhân lực hay là trời mưa trời gió gì đó thì mình thi công không kịp thì mình nhớ là rải ống ra rồi, kể cả ống chính hoặc là ống nhánh luôn, mình cần phải có phương án mình bịt tạm các đầu ống để tránh cho đất cát nó chui vô hoặc là các con gì đó nó chui vô. Thì nhiều khi lúc đó là nó đóng hệ thống rồi nó gây cái tình trạng nghẽn mà mình không biết nghẽn ở đâu. Nên ra là mình khi mà mình lắp thà mình kỹ ngay từ ban đầu mà nó tiện cho mình về sau trong lúc vận hành. Đó ha. Thì ở đường ống nhánh này là mình có hai cái gạch đầu dòng để mà em lưu ý. Rồi qua tiếp theo thì sau khi rải cái đường ống nhánh rồi mình đấu nối, thực hiện đấu nối vô cái đường ống chính. Thì ở đây cái đầu tiên em nói là trường hợp ống nhánh là cái ống mềm của Nguyễn Tân. Thì như trước giờ anh chị Khuyến Nông đã được chia sẻ đó, thì mình đấu nối theo cách là cột cao su vô, cột cao su cái dây ruột xe mình cắt ra để mà mình quấn vô cái đường ống nhánh.
mềm này đó. Ống ống mềm phi bao nhiêu thì cái ống PVC phi đó. Đó, thì mình trồng vô rồi mình cột dây cao su. Cái hình bên trái là có hai cọng dây rút ở ngoài, là nó đã có cái cọng cao su ở trong rồi nha, nó đã có cái cọng cao su phía trong rồi. Rồi mình chùm lên một một đoạn ống ống mềm nữa, mình cắt ra mình chùm lên, xong mình lại cột kẽm, cột dây rút lại để mà mình bảo vệ cái mối nối cao su đó. Thì cái cách này lâu ngày thì nó có thể là nó gây đứt dây rút, nảy nắng mưa này nọ nó gây đứt dây rút, hoặc là nó mòn cái dây cao su chẳng hạn. Thì ở đây cái hình bên phải là có một cái hình em sưu tầm được từ một cái khách hàng sử dụng ống ở trên Tây Nguyên. Ở đây họ làm bằng cái cột bằng cái dây kẽm và lót bằng cái miếng cao su. Cái cách này là nó bền hơn rất là nhiều, và mình có thể là mình thao tác, mình không cần dùng lực nhiều. Ở trong đây là bàn tay của phụ nữ làm cũng được luôn đó. Mình chỉ cần cái một cái cây que cứng như là cái tu vít nè, mình tạo cái thế để mà mình siết cái kẽm này vô, mình dặn vài vòng là nó chặt rồi đó. Lúc tháo ra cũng theo cái thế đó mà tháo luôn, rất là đơn giản đó. Rồi còn cái cách bịt cuối đường ống như thế nào thì có thể là bên chỗ anh Dương, anh Chiến là biết quá rõ rồi, nên các anh chị có thể chia sẻ thêm với chỗ anh Dương, anh Chiến ha. Rồi mình qua cái hình tiếp theo là cái ống nhánh. Nếu mà cái ống nhánh mềm và cái ống cứng PVC đường ống chính là nãy em chia sẻ trên rồi. Ở hình dưới này là cái ống nhánh mềm và nối trực tiếp vô cái đường ống chính là đường ống mềm luôn. Trong đây là một cái cánh đồng rau màu, người ta xài bằng cái ống chính mềm luôn. Tại vì lý do là khi mình xài ống mềm á, mình cơ động, mình dễ thu cuốn. Khi mà nông dân họ làm đất hết mùa vụ, vài tháng họ gom lại, họ làm đất, họ sáo đất, thì lúc này cái ống nhánh mềm và cái ống chính mềm này nó rất là cơ động. Thì cái này đấu nối vô bằng một cái phụ kiện có khoen của công ty, gọi là tê giảm 60 ra 34. Nó có hai kích cỡ, là một là 60 ra 34, thứ hai là 49 ra 27. Đó thì nó có cái khoen. Cái khoen này là nó chỉ cần mình tra cái ống mềm này vô, mình rút cái khoen lại là nó giữ chặt được cái ống mềm. Nhưng mà cái này có một cái hạn chế là nó chưa có khóa từng hàng á, chưa có khóa, nên thành ra là khi mà mình muốn khóa từng hàng á, thì nông dân họ thường họ chế qua một cái khóa PVC, họ cưa ra họ chế một cái khóa PVC đó. Thì hiện nay công ty cũng đang nghiên cứu để mà cải tiến hay là đa dạng cái dòng sản phẩm cho cái ống mềm này đó. Thì hiện nay thì vẫn dựa trên cái tính toán để mà mình làm một cái khóa tổng thôi, bật một lần mình tưới được bao nhiêu hàng đó mình tính toán đó, đó là một cái khóa tổng thôi đó. Rồi mình qua cái hình tiếp theo. Rồi đối với trường hợp là cái hình thức tưới nhỏ giọt. Tưới nhỏ giọt là những cái loại dây phi 16, cái dây tưới nhỏ giọt mà nó có những cái lỗ nhỏ nhỏ giọt cách nhau 15-20 phân đó. Nó có những cái miếng phíp nhỏ giọt trên thân ống mềm phi 16 luôn á. Thì cái loại này nó xài rất là phổ biến ở cái khu miền Trung khi mà người ta tưới cho cái cây dưa hấu. Thì cái loại này á, sử dụng cái ống mềm Nguyễn Tân thầm phi 49 hoặc là 60 chẳng hạn. Đó thì cái loại này nó làm cái đường ống chính và nó nối ra một cái phụ kiện là những cái van khóa nó có đai dặn, nó giữ lại cái đường ống đó. Đó rồi xong mình nối vô cái ống nhỏ giọt của mình. Đó, chỉ cần qua một cái kìm bấm nè. Bước 1 là bấm cho nó lủng cái ống đó tạo thành một cái lỗ tròn. Mình bước 2 là mình dặn cái van nó vô trong cái lòng ống, rất là đơn giản, siết van lại. Bước 3 là mình liên kết với cái đường ống nhỏ giọt. Đó là cái hình thức này là nó cũng như phù hợp cho các loại rau màu như cây dưa hấu hồi nãy em nói ở ngoài miền Trung đó. Thì tới mùa vụ người ta thu cuốn lại, thì sau khi tới vụ mới người ta lại trải ra. Thì ống mềm bên em đó thì xài lâu năm được đó, mình thu cuốn vô được thì trải ra thì nó lại càng
bền, nó sử dụng được lâu mà người ta đỡ tốn công lắp đặt, với lại nó nhanh gọn trong cái việc mà xới đất khi mà thu cuốn. Đó, thì qua cái hình tiếp theo nữa là đối với cái ống nhánh là cái ống nhỏ giọt luôn, nhưng mà cái ống chính lại là cái ống ống PVC, ống cứng. Mình muốn tận dụng sẵn cái ống cứng ở nhà thì mình có thể là xài cái phụ kiện van khởi thủy có xoăng cao su đi kèm này, mình khoan cái một lỗ đó vô, mình lắp đặt đó vô, thì nhanh gọn mình nhấn cái van vô là mình có thể là mình xài được. Đó, đó là một cách. Rồi, qua tiếp theo. Đó là cái ống mà các anh chị đã lắp đặt cái hệ thống tưới em là cũng quan tâm đó, là cái ống LDPE. Thì đối với cái loại ống LDPE này á, thì để đấu nối ra từ một cái đường ống chính. Ở đây ống LDPE thì em nói là xài cho cái ống chính là ống PVC hoặc là ống HDPE cuộn đen mà cứng đó nha. Đó là cái loại ống đó thôi, tại vì mình mục đích mình xài cái này là mình sử dụng lâu năm, nên cái ống chính của mình là mình không thể xài cái ống mềm được. Đó, thì để mà đấu nối ra cái đường ống LDPE này thì mình có hai cái phụ kiện. Một á, là mình xài cái như bên tay phải góc trên á, là cái phụ kiện ren vặn phi 21 ra cái đường ống LDPE 20. Nó có nhiều kích cỡ lắm, từ 21 ra 16 hoặc là 21 ra 20 hoặc là 27, ren 27 ra phi LDPE 25. Đó thì nó liên kết lại, và cái đặc điểm của thằng này là mình gắn được cái khóa PVC gắn vào rồi mình qua một cái đầu nối ren trong ha. Đầu nối ren trong PVC ở cái tiệm điện nước mình tìm mua dễ dàng đó, mình dặn vô. Đó, trong quá trình dặn thì mình nhớ các băng keo cao su non mình quấn để mà mình hạn chế rò rỉ nước. Đó, rồi mình dặn ra. Đó, như trong hình là xài bằng cái ren nối đó. Còn hoặc cách khác là cái đường ống nó có sẵn rồi, cái đường ống chính cứng nó có sẵn rồi, mình muốn tận dụng cái đường ống chính đó thì mình đỡ tốn công cắt nối, thì mình xài cái loại là đầu nhấn khởi thủy có xoăn cao su. Thì cái này mình tương tự như cái đấu nối vô ống nhỏ giọt ở trên á, mình chỉ cần khoan một cái đường cái lỗ để mình nhét xoăn cao su rồi mình nhấn cái khởi thủy này vô thôi là mình nối được cái ống LDPE ra từ cái đường ống chính rồi. Đó thì cái cách này á, thì nó không có cái khóa để mà mình tiện sử dụng, thì cái này đòi hỏi là mình phải tính toán được trên một khu tưới đó mình tưới được bao nhiêu hàng thì mình làm một cái khóa tổng. Rồi các anh chị lưu ý. Rồi mình qua cái slide tiếp theo. Rồi sau khi đã lắp đặt được máy bơm nè, đường ống chính, đường ống nhánh rồi, thì mình tiếp đến là mình gắn cái bếp tưới. Cái bếp tưới của mình á, thì nó có ba cái lưu ý thôi, là tạo cái điểm liên kết giữa bếp, ống tia vô và ống nhánh. Thì cái này em sẽ giải thích là cái điểm liên kết nó là như thế nào. Thứ thứ hai là gắn bếp vào ống tia vô. Thứ ba là đấu nối cái bộ bếp tưới đó vào cái đường ống nhánh. Thì mình qua cái hình sau để mà mình làm rõ hơn cái ý đó. Rồi cái hình tiếp theo là gắn cái bếp đối với cái ống nhánh là ống mềm đi. Đối với cái ống nhánh là cái ống mềm. Anh Hoàng qua cái slide tiếp theo giúp em. Cái ống nhánh là cái ống mềm. Thì lúc này cái điểm liên kết giữa ống tia vô với lại cái đường ống nhánh ở đây nó chỉ là một cái đường cắt vát thôi, cắt xiên á. Để nó tạo một cái đầu nhọn nó đâm vô cái đường ống nhánh mềm. Đó, còn cái đầu còn lại thì mình chỉ cần mình gắn cái bếp vô thôi. Ở đây là cái bếp bọ đơn giản thôi, gắn cái bếp bọ vô. Ha. Rồi qua cái hình tiếp theo, sau khi mình gắn bếp bọ rồi, mình tạo cái điểm đường liên kết, cái điểm liên kết trên ống tia vô rồi, mình gắn cái bộ này vô cái đường ống nhánh mềm. Thì anh Hoàng qua hình tiếp theo nha. Rồi, cái này là cái khi mà mình gắn vô cái đường ống mềm này
thì có hai cái lưu ý. Cái thứ nhất là cái đường ống mềm mình phải bơm căng lên. Đây là cái loại ống mềm không đục lỗ nha. Cái ống mềm để dẫn nước thôi, không đục lỗ. Mình tới gốc cây nào mình chích, mình gắn vô. Thì cái cách bắt vô nó cũng đơn giản thôi. Khi mà cái ống nó có đủ độ căng, quan trọng là nó phải căng nha. Nó đủ độ căng thì mình sử dụng một cái vật nhọn như là con vít. Thì đó là không được lấy mũi dao hay mũi kéo nha. Tại vì nó có thể là nó làm cái đường rách toạc theo cái chiều dọc. Nó nên ra mình làm cái vật nhọn mà cái đầu tròn thôi. Nó là như là con vít đây. Mình đâm vô, mình tạo một cái lỗ. Và bắt đầu mình mới ghim cái đầu nhọn của cái ống ti vô á. Cái điểm liên kết đó mình ghim vô, xuôi theo chiều nước. Là cái lưu ý thứ hai, phải xuôi theo chiều nước. Ví dụ chiều nước đây đang từ trái qua phải, thì cái đầu nhọn này, cái phần cắm vô cái ống mềm á, nó phải xuôi theo chiều nước. Nó nằm xuôi theo chiều nước. Để chi? Để mà mình hạn chế được cái hiện tượng nó có thể là nó vuột cái ống ti vô ra. Khi mà áp lực lực nước nó mạnh, nó ngược chiều nước thì nó dễ bị vuột ra, nó ấy ra. Cái đó là hạn chế trường hợp ra, chứ ngoài thực tế thì cũng ít khi gặp cái trường hợp thì lắm. Thì một số anh chị coi có thể thắc mắc là nó có rò rỉ hay không. Khi mà mình đâm kiểu này thì cái này lắp đặt bên công ty nhiều rồi thì nó em thấy là nó không bị rò rỉ nếu mà mình đâm cái con vít vô đúng kỹ thuật. Thì qua một cái con nắng thôi là cái chỗ này nó sẽ, cái chỗ ống này nó sẽ tích lại cái ống ti vô luôn, nó không rỉ một giọt nước nào luôn ha. Rồi mình qua cái hình tiếp theo. Đối với cái đường ống nhánh là cái ống LDPE, thì đây là liên quan đến cái kỹ thuật lắp đặt LDPE mà các anh chị quan tâm nè. Thì nó có một cái điểm liên kết lúc này với đường ống nhánh là một cái khể thủy. Ở trong hình là cái khể thủy cỡ 5 ly. Cái khể thủy cỡ 5 ly thì cái điểm liên kết là mình gắn một cái khể thủy vô. Còn cái đầu gắn bét thì mình có thể là gắn vô một cái cây cắm. Hoặc là mình gắn vô trực tiếp của bét rồi mình cắm cái đó vô một cái ngàm gài của một cái loại cây cắm khác. Cái loại cây cắm này nó đa dạng lắm. Cái hình này là nó minh họa thôi ha. Đó, đại khái là mình gắn vô cái cây cắm ở cái đầu còn lại. Rồi sau khi mình có cái bộ liên kết ống ti vô với bét đó rồi, thì mình qua cái hình tiếp theo là mình gắn vô cái ống LDPE. Thì đầu tiên mình phải tạo một cái lỗ trên ống LDPE bằng một cái đồ dùi chuyên dụng. Cái đồ dùi này nó có nhiều dạng lắm, nhiều kích cỡ, 3 ly, 5 ly cũng có. Đó, thì mình dùi vô cái ống LDPE này. Mình lấy cái đồ, cái như hình bên phải á, mình lấy cái đầu còn lại của cái khể thủy đó, mình nhấn vô. Đó, khi mà quen tay mình nhấn nó rất là dễ dàng. Đó, nhấn vô thì lúc này là cái LDPE nó dẻo mà, nên nó sẽ thích lại luôn. Nó nhấn vô cái bụp một cái là nó giữ chặt luôn, nó không bị vuột ra nữa. Đó, đó là cái cách lắp. Rồi qua cái hình tiếp theo. Anh Hoàng lên cái hình trên giùm em một tí. Đó, lại là trong hình mà là một cái bộ ống ti vô bét và cái cắm hoàn chỉnh gắn vô cái hệ thống đường ống nhánh. Đó. Đó là cái bộ hoàn chỉnh. Và cái hình bên trái là có một cái lưu ý với các anh chị nè, ở cuối ống LDPE mình bịt bằng cái gì. Thì em cũng chia sẻ là ở trên thị trường nó có nhiều cái loại bịt, nút bịt hoặc là cái còng số 8 á, để mà mình bịt lại cái ống LDPE này. Nhưng mà theo cái cách thi công thực tế của anh em á, thì anh em sẽ hướng dẫn bà con là mình chỉ cần sử dụng cái loại ống PVC, cái phi lớn hơn cái ống LDPE này, để mà mình cưa một đoạn chừng 50cm thôi. Mình trồng vô, mình gặp lại, mình trồng vô, nó rất là đơn giản. Tại vì thực tế là lỡ có ai đó người ta lấy cái đồ bít đó, người ta cắt ống, người ta lấy đồ bít đó, lấy cái còng số 8 đó, thì mình không có, mình lấy cái gì để mà mình bít. Thì lúc này cái cách mà nó thực tế nhất là mình sử dụng cái ống PVC, tìm ở đâu cũng có. Ở đây trong hình là cái
cái phi ống hay là DBR là phi 20. Và nó bịch, và nó bịch bằng cái ống PVC phi 34. Đó, để nó bịch lại. Rất là đơn giản ha. Rồi. Qua cái bước tiếp theo. Thì sau khi liên kết được cái bed rồi. Có một cái lưu ý, em lưu ý chỗ cái phần gắn bed ha, cái phần gắn bed với cây cắm rồi các hệ thủy này nọ thì mình lưu ý là mình cắt ống ti vô rồi mình gắn bed này nọ, mình làm hết trong nhà đi. Rồi mình ra mình rải một lần. Mình rải một lần ngoài vườn, mỗi góc mình rải một cái xong mình bắt đầu mình mới dùi hệ thủy mình liên kết vô cái ống nhánh. Là rất là đơn giản, rất là nhanh. Đó chứ cái đó kinh nghiệm thực tế, chứ nhiều khi mình đem hết ra vườn làm rồi không biết cái nào làm trước cái nào làm sau, nó lại mất thời gian mà nó lại bất tiện nữa. Rồi sau khi lắp xong hết hoàn chỉnh cái hệ thống bơm, đường ống chính, đường ống nhánh rồi bét các thứ mình liên kết xong hết rồi, thì mình bắt đầu tới bước cuối cùng là vận hành cái hệ thống tưới. Thì đầu tiên là để vận hành thì mình phải kiểm tra lại toàn bộ cái hệ thống trước khi vận hành. Có nghĩa là sao? Là các van khóa nó đã đóng mở đúng nhu cầu, đúng vị trí chưa? Cái thứ hai nữa là mình phải vận hành thử trước là mình phải xả qua cái đường ống, là các ở đường cuối đường ống chính nè, cuối đường ống nhánh nè, mình để mở ra, mình xả hết cho những cái cặn bẩn, rác, cát này nọ trong đường ống còn sót lại, nó phải ra hết. Để khi mình vận hành cái hệ thống này nó không có nghẹt lên cái bét. Đối với một số bét cao cấp như có chức năng bù áp định lượng hay là cái lỗ thoát của nó quá nhỏ đi, thì nó cái những cái rác đó mình sơ ý là nó lại gây nghẹt bét, thì cái vệ sinh của nó rất là cực. Đó, mình cả vận hành sơ một cái rồi xong mình đóng lại, khóa lại hết cuối đường ống. Rồi tiếp theo là mình vận hành chính thức cái hệ thống tưới của mình. Thì lúc này là vận hành là bắt đầu mình quan sát coi nó đã tưới được cái tính như cái tính toán của mình ban đầu hay không. Đó, bao nhiêu hàng tưới, bao nhiêu lít, bao nhiêu gốc này nọ, mình đi kiểm tra hết. Và có bếp nào hoạt động không ổn định hay không, thay thế. Đó. Rồi sau khi vận hành ổn định hết rồi là mình lên phương án bảo quản. Như là bảo quản ở đây em nói là chôn lắp cái hệ thống đường ống chính hoặc là chôn lắp luôn cái đường ống nhánh. Đối với trường hợp là ống hay là DBR mình chôn để mà mình tăng cái hiệu quả sử dụng, là mình tránh khi mà cắt cỏ nó phạm phải cái đường ống nhánh. Đó là cái ưu điểm của LDPR. Mình chôn xuống chừng 2 tấc thôi, cái đường ống chính thì mình chôn chừng 3 tấc, 4 tấc. Đó. Nhưng mà cái lưu ý là mình sau khi vận hành ổn định hết nha. Ổn định hết nha, chứ không phải là đào lên rồi âm ống xuống hết, lắp đất lại bắt đầu vận hành lên cái nó nổ, nó rò rỉ ở đâu hay là nó chưa chặt keo ở đâu, mình quên gắn keo ở đâu, cái nó rò rỉ nước cái mình không biết là nó nằm ở đâu thì chết luôn. Đó, mình phải vận hành xong hết mình mới coi nó có ổn định hay chưa, còn chỗ liên kết nào nó còn chưa chắc chắn hay không thì mình gia cố lại hết. Ổn định xong hết, vận hành được vài lần rồi mình mới tiến hành lắp đất. Rồi bảo trì hệ thống sau vận hành, có nghĩa là mình phương án là mình bảo vệ máy bơm sao khỏi mưa gió hay là các ổ điện này nọ ngoài trời, lên phương án để mình mà bảo quản bảo vệ nó. Đó là cái như vậy. Rồi tiếp theo em sẽ chia sẻ một cái số hình ảnh thực tế trên cái hệ thống tưới này. Đó, đây là một cái hệ thống tưới trên cái địa hình đồi dốc ha. Các đường ống nhánh nó theo đường lòng cao độ nè, các van khóa nó cũng phải điều tiết nước nó phù hợp theo độ dốc. Rồi qua hình tiếp theo, đây là một cái bưởi da xanh ở bên Vĩnh Long, xài cho cái hệ thống ống mềm gắn bét lên, tưới bằng bét bọ đơn giản thôi. Cái thông số vận hành như các anh chị thấy trên hình đó, máy bơm hai ngựa một lần tưới khoảng 180 bét, lưu lượng khoảng 80 lít, 100 lít trên giờ. Rồi qua hình tiếp theo, đây là cái vườn rau. Vườn rau này cũng tưới bằng bét bọ thôi, nhưng mà đây là nó chủ vườn họ muốn cái cây cắm nó cao lên để nó tăng cái độ phủ ra.
Thì ở đây mình có thể linh động, mình lấy cái cây tre là những cái cây sắt gì đó, mình làm cái độ cao theo yêu cầu. Ở đây cũng có, hôm trước cũng có câu hỏi chỗ chỗ anh Tuấn. Anh Tuấn ở Châu Thành á, là có nói là làm sao để tăng được cái lưu lượng ống trong cái ống ti vô nhỏ này ra để cho nó thoáng hơn, cái bét nó phun mạnh hơn. Thì ở đây mình có thể sử dụng là cái ống ống to hơn, như là 6 ly, 8 ly, 10 ly chẳng hạn. Nhưng mà cơ bản á, là nó phải phải vẫn phải xài cho cái chân bét là chân bét 5 ly, 6 ly. Thì ở đây có một chế nho nhỏ là mình vẫn xài cái đoạn ống 5 ly mình gắn vô cái bét. Xong mình cắt ra cái đoạn ống đó, mình cắt ra chừng 2 3 phân, 5 phân vậy đó, xong mình trồng nguyên cái đoạn đó vô cái ống 6 ly, 8 ly, 10 ly. Đó, trồng, mình trồng vô để mà cái đường ống ti vô lúc này nó thoáng hơn, nó kéo được xa hơn, cái tiết diện ống ở trong lòng ống nó thoáng hơn, nó đẩy áp nước được tốt hơn. Đó, thì đó là một cái gợi ý để mà mình chế, mình phải chế thôi. Nó tại vì cái chân bét của nó có 5 ly mà mình gắn vô cái ống 10 ly thì nó phải qua một cái đầu chế. Nó chỗ này mình hình dung ra. Rồi, qua cái hình tiếp theo này là tưới nhỏ giọt. Tưới nhỏ giọt bằng cái đầu cái van vặn cơ bản thôi. Là bét này của Việt Nam thôi. Đây là cái hệ thống tưới trên một cái núi ở ngoài Quảng Ngãi. Thì ở đây hệ thống này không sử dụng bơm nha. Nó chỉ lợi dụng cái bể, cái chủ đầu tư xây trên cái đỉnh núi. Rồi mình xả van, mình áp lợi dụng cái lực nước đổ dốc á, để mà mình tưới thôi. Nên các anh em cái công trình này mình phải cân nước. Cân nước theo độ dốc cái ống chính là phi 34 thôi. Các anh chị thấy phi 34 nó rải từ trên đỉnh núi xuống. Cân các đường ống nhánh theo cái đường đồng mức cao độ, rồi tưới nhỏ giọt vô. Rồi qua hình tiếp theo, đây là tưới cho cây cà phê ha. Tưới cho cây cà phê. Rồi anh Hoàng qua giúp em luôn. Tưới cho rau nè. Tưới bằng cái ống phun mưa đục lỗ sẵn. Mưa đục lỗ sẵn thì cái này, cái ống đục lỗ sẵn bên bên phía công ty á, thì có bây giờ nó cũng đa dạng lắm. Nó có loại đục 3 lỗ ngang nè, như một số ống Đài Loan anh chị thấy trên thị trường ở dưới miền Tây mình cũng có đó, ba lỗ ngang nè. Bên em còn có đục 5 lỗ xéo, cái lượng nước ra nó đều hơn. Rồi 3 lỗ xéo, rồi 1 lỗ giữa. Ví dụ xài cho các vườn ươm ở ngoài khu miền Đông, nó xài cho vườn ươm cây cao su á, nó cũng đục, yêu cầu đục một lỗ giữa thôi, nó rải lên cái luống cái cây ươm á, xong nó tưới rất là nhanh. Rồi hai lỗ hai bên để tưới với màng phủ như cái hình tiếp theo. Anh Hoàng qua hình tiếp theo. Rồi đó, đây là cái hình tưới với màng phủ bằng cái lỗ đục hai bên nè. Đây là tưới cho ớt màng phủ. Đây là cái hình ảnh từ dự án AMD Trà Vinh đó. Rồi cái hình tiếp theo là tưới cho cây dừa. Cây dừa này ở trên đất cát ở ngoài khu miền biển ở Khánh Hòa đó. Đoạn này nó chôn ống ngầm luôn, nó tránh cái nắng trực tiếp, nó chôn như ngầm dưới cát. Rồi nó lú cái đầu bét lên, nó tưới từng gốc cây dừa như thế này đó. Anh chị thấy cái lượng nước loang ra, nó đủ dừa ẩm gốc thôi. Rồi, cây cà phê, cái thông số tham khảo ha, máy bơm 5 ngựa rưỡi, một lần tưới khoảng trên 400 mét. Có một cái lưu ý trên địa hình đất dốc là mình tưới theo cái chiều thuận ha. Nguồn nước làm sao mình thiết kế từ trên cao mình đẩy xuống, là nó đi cái bài toán thuận. Chứ đừng có đẩy từ sông xuống mà mình đẩy ngược lên mà nó còn tưới nữa thì cái hiệu quả của cái hệ thống tưới nó không được cao. Đó. Rồi, qua hình tiếp theo. Cũng là cây cà phê, một máy bơm 3 ngựa từ bể ở trên đỉnh dốc, đỉnh đồi, tưới một lần khoảng 400 mét, lưu lượng 60 lít một giờ trên một gốc. Rồi tiếp theo là tưới cây thanh long. Cái này là cái vòng vòng tưới thanh long.
trên sử dụng cái bét bét bọ nhỏ thôi, tưới đều ướt cái gốc thanh long. Ở đây ở Long An hoặc là Tiền Giang này nọ, bên công ty cũng triển khai rất là nhiều, có thể là bằng cái bét bọ gắn trực tiếp vào cái đường ống luôn, như là một số hình ảnh cho đây lát nữa em chia sẻ là gắn trực tiếp bét bọ vào cái đường ống mềm luôn. Rồi qua hình tiếp theo giùm em. Là cây cam mà tưới bằng bét phun một mặt nè, tưới cho cây nó còn nhỏ đó, mình phun trực tiếp vô gốc luôn. Này qua một cái đoạn ống tiêu vô để ngóc cái đầu bét lên. Rồi hình tiếp theo là tưới cho cây tiêu. Cây tiêu cũng tương tự bằng bét một mặt. Đó. Rồi đây là cây mít. Cây mít ở đây mới trồng, cái farm này ở trên Bình Phước là người ta trồng cây mít mới xuống giống, mình xài và bên tư vấn kỹ thuật là hướng là xài bằng cái ống mềm trước để mình tiết kiệm cái chi phí đầu tư trong vài năm đầu đi, 2-3 năm đầu khi mà cây nó chưa có ra trái thì mình xài cái ống mềm cho nó tiết kiệm. Đó. Thì sau cái giai đoạn mà nó sinh trưởng rồi, nó tới giai đoạn kinh doanh, nó tạo quả thì mình mới bắt đầu có thu. Lúc này mình có thể cân nhắc đầu tư qua cái hệ thống LDPE để xài lâu năm luôn, chôn ngầm luôn. Thì lúc này cái hệ thống đường ống chính vẫn là cái xương sống, mình chỉ cần thay một cái đầu nối qua thôi. Như em trình bày ở trên, thay một cái đầu nối ra thôi là mình ra được cái ống LDPE rồi. Đó là rất là đơn giản, nên thành ra là cái mục đích của cái ống mềm là nó giảm cái chi phí đầu tư, nhưng mà nó vẫn làm mình đỡ tốn công tưới ban đầu. Đó. Đó là một cái gợi ý cho các anh chị khi mà tư vấn cho bà con nông dân mình ha. Rồi cái hình tiếp theo là tưới cho cái vườn chuối, nó cần cái độ ẩm cao thì mình tưới bằng cái ống đục lỗ vẫn được luôn, không cần tưới tại gốc thì cái chuối tương đối cũng trồng nó dày, tưới đậm cái vườn chuối đó. Rồi cái hình cuối cùng là cái hình cận cảnh tưới bằng cái nọc tiêu, thì cái này chắc là giải đáp cho cái câu hỏi là mình tưới cây trầu bằng cái hình thức như thế nào. Thì em nói là cái hình thức mà đơn giản và tiết kiệm nhất á, là mình xài cái ống mềm không đục lỗ, mình bơm căng ống lên, mình sử dụng cái lỗ khoét để mà mình tạo lỗ, mình ghim trực tiếp cái ống cái bét luôn. Bét này là loại bét phun một bên, nó phun ôm vô gốc, nó sát ngay gần gốc luôn. Thì trên một cái đường ống đó mình rải dọc cái ống mềm theo cái hàng nọc tiêu đó, rồi xong mình có bắt đầu mình cứ chích lỗ, mình gắn bét vô để nó tưới được. Thì mình có nông dân có nhu cầu làm cỏ, làm đất hay gì đó, mình có thể mình thu cuốn hình lại được luôn. Nó rất là tiện. Trong thu cuốn xong, làm cỏ, làm đất xong là mình lại trải ra, mình tưới tiếp. Đó là cách đơn giản, hiệu quả nhất, tiết kiệm chi phí nhất. Vẫn có thể xài ống LDPE để mà lú cái đầu bét lên mình tưới vẫn được. Nếu nông dân mà họ muốn bền chắc hơn cái hệ thống thì mình tư vấn qua ống LDPE. Đó, thì vấn đề vẫn là cái chi phí thôi. Thì cái này để em trình bày để mà các anh chị tham khảo. Đó, rồi. Vậy tới phần tới đây là em kết thúc cái phần trình bày của mình rồi.